Rồi chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ cưa cái cây trồng các bạn ơi, mà mượn cái cây cây này cây gì các bạn, cây sọp, cây xanh vậy đó, cây trồng mấy anh này nè các bạn. Đây giờ anh mượn cây này anh leo luôn qua nóc nhà nha, mới leo lên cây trồng nha. Đây cái cây trồng này các bạn, cây trồng này quanh tới 400 mấy là nha. Đây cây trồng nằm ngay trước cửa nhà ta luôn các bạn. Cái này anh cưa có xe cẩu hỗ trợ nha các bạn. Xe cẩu nó anh cắt tới đâu thì cẩu nó cẩu lên tới đó nha. Trời ơi, coi anh leo lên nha. Cái cây này, cái cọng này rất là lâu năm các bạn. Nó cây cọng này nó có khoảng chừng 80-90 năm, cả trăm năm đó các bạn. Rồi bây giờ là có thể là anh leo lên tới trên đó rồi, anh cắt cái nhánh nào là xe cẩu nó cẩu luôn nhánh đó luôn nha. Bữa nay các cây cồng này có đủ loại xe luôn nha các bạn, xe của thợ điện cũng có nữa kìa, người mấy chị dọn dẹp nhánh là cũng có luôn nha, người xe của mấy anh văn phòng đó là dọn dẹp cũng có luôn. Rồi rồi anh gà tới cái nhánh nhỏ này anh ngồi trên đó luôn rồi, mình không có đứng ở đâu được nha các bạn, chỉ đứng có một cái góc nhỏ để quay cho các bạn xem được nha. Đó cậu bắt đầu nó đưa cái cần cẩu xuống rồi đó các bạn, dây co dây cẩu anh thợ anh nắm được rồi đó nha. Trời ơi má ơi, cái nhánh nó khá là nhỏ nha các bạn, không phải là nó ba cái dây gì nó đu á, gà thấy bự chứ ảnh ngồi ngoài đó thiêu liêu đó nhìn thấy ghê quá. Rồi có thể giờ anh đi vô nè, đi vô mấy trong để cưa cái nhánh đó nha. Rồi bắt đầu là chú dưới này cọp cái cọng dây, cọp cái máy cưa lên các bạn, cho anh thợ anh kéo lên đầu cưa nha. Rồi bắt đầu là anh thợ anh cưa các bạn. Đây xe cẩu nó cẩu luôn cái nhánh nó xuống rồi các bạn. Ở bên đây cái đường này nó khá là hẹp nha các bạn. Coi anh điều khiển xe cẩu ngồi một cục ở trên đó kìa. Rồi bây giờ cẩu nó bỏ xuống, nó để qua bên xe bên đó các bạn. Xe bên đó chuyên dụng nha. Nó có một cái thùng để cho người ta ngồi nữa kìa nó. Rồi bắt đầu cẩu đưa tiếp tục các bạn, đưa vô tiếp tục để cho anh thợ nắm cái móc để móc vô sợi dây nha, để cắt nhánh thứ hai nha. Ở đây cái khu trong đây là nhà khá là đông các bạn, mà dây điện các bạn thấy đùi đùi luôn nè, các bạn thấy dây điện nè chùm chùm nè, nó nguyên một cái lằn dây này là dây điện, cái cọng dây bự là dây điện luôn á. Dây wifi rồi dây điện đường thì ô dây tá lả luôn các bạn. Cái cọng này chắc không phải mình chia ra 2 clip cho các bạn xem ha. Anh chị nào có yêu thích kênh máy kênh của em hãy cho em một like và một lượt đăng ký anh chị ơi. Rồi có thể anh tuột xuống anh quất luôn cái nhánh bự luôn hay là gì đây. Rồi
chẳng hạn chia he cho nó luôn kìa. Mình khó thấy ảnh luôn các bạn, bị gì ảnh ngồi phất cái cánh cây ha. Chỉ bây giờ chỉ thấy cái cánh cây đứt thôi chứ giờ hết thấy ảnh rồi. Ê, gãy đó. Đậu nó kéo rồi đó các bạn, nó gãy rồi đó. Ê, trời ơi. Quá. Cái nhánh này hơi bự các bạn. Giờ chưa? Hướng dây điện máy bên kia. Ở đây dây điện nó văng như là gan như là ổ nhện nhện vậy. Đây mấy anh này bắt đầu phóng lên, bắt đầu cưa lai gai nha. Rồi các bạn bây giờ cẩu nó đưa lên cắt nhánh tiếp tục ha. Bây giờ mình lên trên đây là ngang muốn cũng ngang với anh Thợ luôn các bạn. Đây, cây trồng ở trên đây khá lớn nha, mà nó ba cái dây gì nó đu các bạn, ba cái dán tay gì nó đu nè, đúng không? Cái cây này chắc có thể lên mình chia ra 2 lít hoặc 3 lít cho bạn xem ha. Chứ cây này cười khá là lâu các bạn. Bị gì trên ở trên đây dây điện nó quá trời nhiều rồi, bắt buộc phải dùng tới xe cẩu. Nếu mà không có xe cẩu á thì cắt còn lâu nữa nha các bạn. Cái này hạn chế thời gian phải dùng xe cẩu nha. Đây các bạn thấy dây điện nè, nhà ở dưới đó nè, lớp luôn kìa. Ở bên đó thì cái nhà yến chà bá luôn, dây điện thì treo qua đó là cũng như là cái dán nhện luôn. Cắt theo ở chợ thì các bạn hiểu rồi ha, là dây điện khá là nhiều, chỉ như dưới nhà luôn. Ở trên đây là mình đứng ở trên một cái mái nhà nha các bạn. Có thể giờ để coi anh cắt cái nhánh trên đó các bạn, anh xuống để anh cắt cái nhánh đó nha. Coi dây mà anh không có dám bước luôn, bước không biết cây ở đâu bước luôn, bị thấy dây ba cái dây bị dán bay gì nó bò rồi nè. Rồi bắt đầu là anh cắt cái nhánh đó các bạn. Trời ơi. Vậy? Khủng khiếp. Má ơi. Mình thấy ghê không? Đây, bắt đầu là coi cắt cái nhánh nào nữa nha các bạn. Y gan là cái con nhện nhện vậy, cắt đi cái ngoè của nó. Ok. Cắt xuống cái xe
đó đó các bạn. Xe này hình như là xe của mấy anh thợ điện cái gì các bạn, đi mé những mấy cái nhánh cây mà nó dính vào điện dây điện rồi này kia đó, giờ đem qua để cắt để chở vào cái nhánh này đi. Rồi bây giờ là có thể là ảnh chưa ảnh cậu cái nhánh là chỗ anh đứng luôn thôi vậy. Rồi còn dặm nữa chứ. Rồi nằm cắt luôn rồi nè. Lắc qua đâu lắc qua bển không, lắc qua bển. Trời ơi cái gì hả, đứt sên luôn, đứt dây sên luôn rồi. Đứt sên rồi, kéo lên. Ê, kéo lên gãy không? Đứt sên luôn các bạn. Gãy không? Gạt qua. Chút nữa. Lên. Rồi gãy rồi đó các bạn. Lên. Rồi, sức rồi. Đứt cái sên. Anh đó là ảnh ngồi trên chỗ cái máy cái cẩu này nè, bị gì tiếng máy ảnh nói chuyện anh không có nghe, làm muốn chết luôn các bạn. Khúc đó cũng khá to ha, mà lỗi đang mung luôn các bạn. Anh thợ nói vậy sao anh tại trên cây luôn các bạn, tay trên khác luôn, còn cẩu thì vô tới rồi nha. Rồi bây giờ là có thể là anh đi ra anh chơi luôn cái nhánh ngoài đó rồi các bạn, không biết anh chơi nguyên nhánh luôn hoặc là cắt làm đôi nha. Để coi đây anh chơi nguyên nhánh luôn hoặc là cắt làm đôi đây các bạn. Rồi bắt đầu là anh mượn cái cần cẩu anh đi ra ngoài anh cột dây các bạn. À thoạt không dây an toàn vô trong cái đó luôn rồi.
Ginh ra nổi không? Chú Ginh nổi kêu thục, ông thục xuống lai gai lai gai á. Móc cái cọng dây an toàn vô trong đó các bạn. Bắt đầu đi ra ngoài nha. Nguy hiểm quá. Ta kêu mà nguy hiểm. Ra đó. Anh chỉ là cho cái ê trời vợ nhỏng anh lên luôn kìa. Ê thôi. Thử lại. Trời ơi, giỡn ngóng không lên luôn rồi. Trời ơi. Hạ xuống. Trời ơi. Giỡn ngóng anh lên luôn rồi kìa. Trời ơi. Quá ơi. Đó, đó, anh bớt được cái cây. Có ngoài có một nhánh, nó ve ra ngoài gần cái đường cẩu đó các bạn. Có thể là còn cái nhánh đó đó. Rồi hất rồi hết thấy luôn rồi, hất cái cây sọm hết thấy ảnh luôn các bạn. Đây rồi ảnh cọp rồi, bắt đầu là ảnh leo lên nha. Rồi ơi tôi. Để ảnh mở cái sợi dây cọp, dây an toàn của ảnh ra mới được. Rồi bắt đầu là anh cưa nha. Rồi gãy rồi đó các bạn. Qua kia. Thôi ơi, dây điện. Cái cây nó lằn đó các bạn. Dạ xé gãy cây luôn, tét cây luôn. Trời ơi nó dính vào cái dây điện, dây wifi kìa. Rồi tới công chuyện, ba dây wifi không luôn, nó móc vô mấy nhánh nhỏ lên. Trời ơi còn dây wifi. Rồi anh thợ thì có thể là ngồi cắt luôn cái nhánh đó luôn đó các bạn. Bây giờ là anh cột dây vô sẵn luôn nha. Rồi mình kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.